Xin kính chào quý vị khán giả và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới thăm chúc mừng Tổng giáo phận Huế, Giáo hội Công giáo Việt Nam nhân dịp lễ Thiên Chúa Giáng sinh năm 2023 và chào đón năm mới năm 2024. Sau 50 năm thiết lập quan hệ ASEAN-Nhật Bản, Việt Nam được đánh giá là mắt xích quan trọng trong việc kết nối và thúc đẩy hợp tác song phương giữa ASEAN và Nhật Bản. Việt Nam cần sẵn sàng chính sách, hạ tầng phù hợp để biến những chuyến thăm của các doanh nghiệp bán dẫn hàng đầu thế giới thành những quyết định đầu tư thực tế, giúp khai phá tiềm năng ngành bán dẫn trong nước. Và sau đây là thông tin chi tiết. Nhân dịp lễ Thiên Chúa Giáng sinh năm 2023 và chào đón năm mới năm 2024, sáng ngày 14 tháng 12, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm chúc mừng Tổng giáo phận Huế, một trong ba tổng giáo phận lớn của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế bày tỏ vui mừng khi thời gian qua, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã có những chuyến công tác rất thành công, tiếp tục nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Đặc biệt, cộng đồng công giáo rất vui mừng về thành công quan trọng trong chuyến thăm của Chủ tịch nước đến Vatican và mở ra giai đoạn mới đầy lạc quan và hứa hẹn trong quan hệ Việt Nam-Vatican. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi đến các vị linh mục, tu sĩ và đồng bào công giáo một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. Thông tin về tình hình đất nước và nhắc lại những kỷ niệm trong chuyến thăm Tòa Thánh Vatican, Chủ tịch nước bày tỏ trân trọng đồng bào công giáo. Với đường hướng sống phúc âm giữa lòng dân tộc, đã lá lành đùm lá rách, có nhiều hoạt động để chăm lo đời sống nhân dân, thể hiện tinh thần phục vụ đồng bào mình cũng là phục vụ Thiên Chúa. Cho rằng Giáng sinh đã không còn là ngày vui riêng của đồng bào công giáo mà đã trở thành ngày vui chung của nhiều người dân Việt Nam, Chủ tịch nước nêu rõ, Đảng ta luôn khẳng định đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, là đường lối chiến lược quan trọng, xuyên suốt của Đảng, là cội nguồn sức mạnh của dân tộc. Và mới đây, Trung ương đã ban hành nghị quyết về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Tổng giám mục có nói mong muốn một thế giới hòa bình, tràn ngập tình yêu thương, cũng là mong muốn của Chúa và đó cũng là mong muốn của loài người. Nhất là đất nước Việt Nam chúng ta, lịch sử dựng nước, giữ nước phải đối mặt nhiều khó khăn thách thức hơn ai hết. Chúng ta là người ý thức rất cao về hòa bình, về hạnh phúc, cho thấy chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn để cùng nhau đoàn kết. Đảng, Nhà nước mong muốn để có được sự đại đoàn kết toàn dân tộc thì phải có đoàn kết trong dân, đoàn kết giữa các tầng lớp nhân dân, đoàn kết giữa người không theo tôn giáo và người theo tôn giáo, đoàn kết giữa những người theo tôn giáo này với những người theo tôn giáo khác, đoàn kết giữa người Việt Nam trong nước và người Việt Nam ở ngoài nước, đoàn kết giữa người Việt Nam với nhân dân yêu chuộng hòa bình, tiến bộ ở trên thế giới. Điều đó mới tạo ra một môi trường hòa bình, ổn định để mà phát triển. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết, mới đây đã thay mặt Nhà nước Việt Nam ký thư mời Đức Giáo Hoàng Francis sang thăm Việt Nam để chứng kiến sự phát triển kinh tế xã hội và đời sống tôn giáo ở Việt Nam. Chia sẻ nguyện vọng của cộng đồng công giáo về mong muốn được đón Đức Giáo Hoàng sang thăm, Chủ tịch nước tin rằng cộng đồng công giáo sẽ phối hợp với các cơ quan nhà nước để sớm có cơ hội được đón Đức Giáo Hoàng. Đây không chỉ là niềm vui của đồng bào công giáo, của nhà nước và nhân dân Việt Nam, mà còn là niềm vui chung của cộng đồng công giáo trong khu vực. Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Phó Tổng thống Nam Phi Paul Mashatile đang thăm chính thức Việt Nam ở thời điểm hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng Nam Phi đã tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh BRICS và sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch G20 vào năm 2025. Đánh giá cao kết quả của cuộc hội đàm giữa Phó Tổng thống với Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác vì hợp tác và phát triển với Nam Phi. Về phần mình, Phó Tổng thống Paul Mashatile nhấn mạnh hai nước có nhiều điểm tương đồng để hợp tác, khẳng định Nam Phi coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam. Hai bên nhất trí sẽ phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và đánh giá cao các vị trí cửa ngõ quan trọng của mỗi nước tại khu vực. Nhất trí thúc đẩy hợp tác của Việt Nam với Liên minh châu Phi và Nam Phi với ASEAN. Hai nước cũng sẽ đẩy mạnh hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục và những lĩnh vực còn nhiều dư địa
như chuyển đổi số, kinh tế xanh, phục vụ thiết thực cho sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước, khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp tăng cường trao đổi, xúc tiến thương mại và mở rộng hợp tác. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tích cực thúc đẩy giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa, du lịch để tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cảm ơn Nam Phi đã luôn quan tâm, hỗ trợ người Việt sinh sống, làm việc, phát huy vai trò là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. Trước đó, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã chủ trì lễ đón và hội đàm với Phó Tổng thống Nam Phi Paul Mashatile. Phó Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Nam Phi, đối tác vì hợp tác và phát triển đầu tiên và duy nhất của Việt Nam tại châu Phi. Phó Tổng thống Paul Mashatile khẳng định, tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn lớn, đồng thời mong muốn Việt Nam mở cửa thị trường đối với một số mặt hàng thế mạnh của Nam Phi, đặc biệt là nông sản. Hai nhà lãnh đạo nhất trí phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai nước lên 2 tỷ đô la Mỹ, khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực xe điện, pin xe điện, dược phẩm, thiết bị công nghiệp, khoáng sản. Hai nhà lãnh đạo cũng đã chứng kiến lễ trao bản ghi nhớ hợp tác giữa chính phủ hai nước trong lĩnh vực giáo dục đại học. Vào ngày 14 tháng 12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét cho ý kiến vào chương trình công tác năm 2024 của Ủy ban. Tại phiên họp, các ý kiến cơ bản nhất trí với nguyên tắc, cách thức xây dựng chương trình công tác năm 2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó gồm 12 phiên họp thường kỳ hàng tháng, 2 phiên họp chuyên đề pháp luật vào tháng 4 và tháng 8. Đánh giá cao chương trình đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, các đại biểu cũng lưu ý, căn cứ chương trình của năm xây dựng thành kế hoạch quý, tính toán sắp xếp bố trí nội dung hợp lý của từng phiên họp, nhất là phục vụ các nhiệm vụ cần nhiều thời gian xem xét, trong đó có dự án luật đặc biệt quan trọng là luật đất đai sửa đổi. Đây là nội dung sẽ được xem xét tại kỳ họp bất thường vào tháng 1. Về tôi quan tâm trước hết là cái phiên họp tháng 1 này, chuẩn bị cho kỳ họp bất thường. Tinh thần phiên họp tháng 1 ấy là chỉ giải quyết những nội dung gì mà có liên quan đến kỳ họp bất thường, ưu tiên. Còn những các nội dung khác thì bỏ lại. Thì tập trung cho luật đất đai và luật tổ chức tín dụng sửa đổi thôi. Thế tôi nói đấy phải tăng cường cái kỷ luật kỷ cương, mà trước hết là các ủy ban phải gương mẫu ở chỗ này. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng yêu cầu các cơ quan tổ chức có liên quan tới đây thực hiện nghiêm quy định về gửi tài liệu, chuẩn bị hồ sơ tài liệu chất lượng, đúng tiến độ để đảm bảo có thời gian thẩm tra, cho ý kiến, góp phần nâng cao chất lượng của các phiên họp, kỳ họp. Cũng tại phiên họp, báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 10 và tháng 11 cho thấy cử tri và nhân dân quan tâm, theo dõi hoạt động đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tin tưởng các hoạt động này sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác, góp phần phát triển kinh tế của đất nước, khẳng định vị trí, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế. Đồng thời, đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ 6 của Quốc hội, bày tỏ lo lắng về tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền Trung, các vụ cướp tiệm vàng, ngân hàng thời gian vừa qua sử dụng hung khí nguy hiểm, tình hình chất lượng không khí nguy hại cho sức khỏe, nhất là ở các thành phố lớn. Trước đó, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét thông qua chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Vào ngày 14 tháng 12, chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ nhất đã khai mạc tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa ba nước. Nhiều hoạt động đã diễn ra tại khu vực cột mốc biên giới chung của ba nước, tỉnh Kon Tum, Việt Nam, Atapu, Lào và Ratanakiri, Campuchia. Trong đó có tô son cột mốc, chủ quyền, trồng cây hữu nghị, tuần tra chung. Trong chiều ngày 14 tháng 12, ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Lào, Campuchia đã hội đàm và ký kết kế hoạch hợp tác quốc phòng năm 2024. Trong phần tiếp theo của bản tin, Thủ tướng Phạm Minh Chính ra công điện yêu cầu các cơ quan liên quan tăng cường các giải pháp đảm bảo thị trường chứng khoán hoạt động minh bạch, an toàn, hiệu quả và bền vững. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Liên Hợp Quốc tại Việt Nam nghiên cứu hiệu quả chính sách trong nước nhằm thúc đẩy phát triển bền vững, đảm bảo lợi ích lâu dài về kinh tế và xã hội. Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác, ngày 14 tháng 12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công điện về tăng cường các giải pháp thúc đẩy thị trường chứng khoán an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững. Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 86 ngày 11 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ, các nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ, văn bản chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ
và quy định pháp luật, chủ động theo dõi, giám sát chặt chẽ và bám sát diễn biến thị trường trong nước và quốc tế, các dòng vốn ra và vào để chủ động thực hiện các biện pháp ổn định và phát triển thị trường chứng khoán, không để xảy ra rủi ro, mất an toàn là kênh dẫn vốn chung và dài hạn hiệu quả của nền kinh tế. Đồng thời thường xuyên rà soát cơ chế, chính sách, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện khung khổ pháp lý về chứng khoán và thị trường chứng khoán để đáp ứng yêu cầu phát triển cả trước mắt và lâu dài. Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi trong thời gian sớm nhất nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài, các quỹ đầu tư, chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền những vấn đề vượt thẩm quyền, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, hợp tác quốc tế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, công bố thông tin kịp thời, công khai, minh bạch trong lĩnh vực này. Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong việc điều hành chính sách tiền tệ, tài khóa, bảo đảm sự an toàn, liên thông, thông suốt, đồng bộ giữa thị trường tiền tệ và thị trường vốn, thị trường chứng khoán. Bộ Công an phối hợp với các bộ ngành trên tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn thị trường chứng khoán, ngăn chặn, phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là các hành vi tấn công mạng, xâm nhập, lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư trong giao dịch chứng khoán. Nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản và tiến hành các hoạt động song phương tại Nhật Bản từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 12 năm 2023. Vâng, năm 2023 là năm đặc biệt quan trọng trong quan hệ giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và Nhật Bản khi đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ASEAN-Nhật Bản, nâng cấp quan hệ thành đối tác chiến lược toàn diện. Trong thành quả đối ngoại đó, Việt Nam được đánh giá là mắt xích quan trọng kết nối ASEAN-Nhật Bản. Quan hệ ASEAN-Nhật Bản phát triển toàn diện, năng động trên tất cả các lĩnh vực. Nhật Bản là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn thứ hai và là đối tác thương mại lớn thứ tư của ASEAN. Hội nghị cấp cao ASEAN-Nhật Bản lần này có ý nghĩa hết sức to lớn. Chuyến tham dự hội nghị cấp cao ASEAN-Nhật Bản lần này của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính diễn ra trong bối cảnh hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản được tổ chức ngay sau khi ASEAN và Nhật Bản thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Và đây cũng là cái dịp tốt để lãnh đạo cấp cao các nước ASEAN và Nhật Bản kiểm điểm lại thành quả hợp tác, từ đó đề ra định hướng phát triển quan hệ trong giai đoạn mới, xứng tầm với khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện. Một trong những đóng góp nổi bật nhất của Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ ASEAN-Nhật Bản gần đây là Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò điều phối quan hệ ASEAN-Nhật Bản giai đoạn 2018-2021 với những thách thức khó khăn chưa từng có do đại dịch COVID-19. Đặc biệt, năm 2020, năm Việt Nam làm chủ tịch ASEAN, Nhật Bản đã công bố khoản đóng góp hỗ trợ 50 triệu đô la Mỹ thành lập trung tâm ASEAN ứng phó các tình huống y tế khẩn cấp và dịch bệnh mới nổi. Việt Nam, quốc gia có bước phát triển ngoạn mục những năm gần đây, là đối tác quan trọng trong chính sách ngoại giao của Nhật Bản đối với ASEAN, cũng như trong việc thực hiện mục tiêu duy trì trật tự quốc tế, tự do và rộng mở tại khu vực của Nhật Bản. Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, là đối tác đã ký nhiều hiệp định thương mại tự do, song phương và đa phương nhất với Việt Nam. Do đó, triển vọng hợp tác kinh tế hai nước là rất lớn. Từ nay cho đến năm 2045 là Việt Nam có mục tiêu trở thành nước tiên tiến, có nước có thu nhập cao. Thì trong quá trình hơn 20 năm sắp tới đó, thì nếu mà mình tận dụng được cái nguồn lực từ Nhật Bản hiệu quả hơn, lấy kinh nghiệm trong quá khứ đó, mình có kinh nghiệm trong quá khứ và làm tốt hơn đó, thì sẽ đóng góp vào cái việc là giúp cho Việt Nam là đạt được mục tiêu. Nhật Bản, ASEAN không chỉ là đối tác thương mại và đầu tư lớn hàng đầu của nhau, mà còn là những người bạn thực sự với mối quan hệ từ trái tim đến trái tim. Đầu tư vào con người và môi trường mang lại lợi ích kinh tế và xã hội tích cực đáng kể về lâu dài. Đây là điểm nổi bật trong kết quả nghiên cứu về xem xét tác động của các kịch bản chính sách được lựa chọn đối với việc thúc đẩy phát triển bền vững ở Việt Nam. Để hoàn thiện nghiên cứu này, ngày 14 tháng 12 tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ủy ban Kinh tế và Xã hội của Liên Hợp Quốc tại Châu Á và Thái Bình Dương và Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức hội thảo lấy ý kiến các bên liên quan về kết quả nghiên cứu. Tại hội thảo, các chuyên gia đã trình bày kết quả của nghiên cứu quốc gia về tác động của các kịch bản chính sách được lựa chọn đối với sự phát triển bền vững của Việt Nam. Một trong những kết quả mà dự thảo nghiên cứu cho thấy
các gói và chính sách đầu tư có thể gây ra chi phí ngắn hạn như lạm phát và áp lực tài chính, nhưng lại có tác động rất lớn đến tăng trưởng dài hạn, cũng như việc giảm lượng phát thải CO2 và ô nhiễm không khí. Nghiên cứu cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc huy động các nguồn tài chính đa dạng, bao gồm cả vốn tư nhân, để đầu tư vào các ưu tiên phát triển trọng điểm. Điểm nhấn quan trọng của nghiên cứu là mục tiêu hỗ trợ phân tích hiệu quả các gói chính sách mà chính phủ Việt Nam đã và đang thực hiện. Nó làm sáng tỏ các tác động kinh tế, xã hội và môi trường của các gói chính sách này. Chỉ đến COP28, các cam kết chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch trong các hệ thống năng lượng mới được nhắc tới, nhưng Việt Nam đã thực hiện những cam kết đó từ COP26. Vì vậy, xin chúc mừng Việt Nam vì tầm nhìn xa này và Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ chính phủ và người dân Việt Nam đạt được các mục tiêu đầy tham vọng của mình. Theo Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã đạt được những thành công đáng kể trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao mức sống và đưa hàng triệu người thoát nghèo. Dựa trên những thành tựu đạt được, Việt Nam mong muốn trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 và đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Kết quả của nghiên cứu về hiệu quả chính sách được kỳ vọng sẽ giúp đưa ra các khuyến nghị quan trọng nhằm thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam trong thời gian tới. Gần đây, nhiều doanh nghiệp, các tập đoàn sản xuất chip bán dẫn hàng đầu thế giới đã đến và mong muốn đầu tư xây dựng nhà máy tại Việt Nam. Theo Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Đông Nam Á, ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là trên 6%. Tiềm năng phát triển ngành công nghiệp bán dẫn rất lớn, nhưng cũng có rất nhiều địa điểm đầu tư mời gọi các doanh nghiệp này. Vậy bài toán đặt ra là chính sách hạ tầng của chúng ta sẵn sàng đến đâu để từ các chuyến đến thăm trở thành những quyết định đầu tư thực tế của những doanh nghiệp bán dẫn hàng đầu thế giới. Thưởng thức ẩm thực đường phố Việt Nam như cà phê, phở là cách mà Chủ tịch Tập đoàn Sản xuất Chip NVIDIA hiểu thêm về đất nước, con người Việt Nam, nơi tập đoàn hàng đầu thế giới về chip bán dẫn này mong muốn thiết lập trung tâm sản xuất. Chúng tôi sẽ mở rộng hơn nữa mối quan hệ đối tác đã có sẵn với Việt Nam, cam kết biến Việt Nam thành quê hương thứ hai của NVIDIA và thành lập pháp nhân tại Việt Nam. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để nâng cao kỹ năng và hạ tầng AI. Việc sản xuất chip đòi hỏi nhiều lớp công nghệ cao và các lĩnh vực chuyên sâu liên quan. Như vậy thì mạng lưới các đối tác, nhà máy sản xuất trong chuỗi cung ứng sẽ phải đáp ứng theo. Vì thế, để đón được các tập đoàn bán dẫn hàng đầu, thì cũng cần những đối tác trong nước đủ sức tham gia vào chuỗi sản xuất. Với chiến lược xây dựng một nhà máy với quy mô lớn nhất thế giới của tập đoàn, chúng tôi đã khảo sát nhiều địa điểm để lựa chọn đặt nhà máy và đã lựa chọn Việt Nam vì hệ sinh thái nhiều nhà cung ứng bán dẫn, thiết bị điện tử, vi mạch. Việt Nam cũng được biết đến là quốc gia trong nhóm đầu xuất khẩu công nghệ cao. Nguồn nhân lực cao cũng là chìa khóa của ngành bán dẫn, với 3 trụ cột gồm nhân lực trình độ đại học, kỹ sư chuyên sâu về công nghiệp bán dẫn và đội ngũ nhân tài khoa học. Sẽ đào tạo khoảng 50.000 kỹ sư và 1.000 thạc sĩ và 100 tiến sĩ, tức là chuyên sâu trong cái ngành này. Rồi là không phải chỉ là đào tạo mới mà chúng ta còn có thể đào tạo lại những cái người mà học trong các cái ngành gần với cả các cái ngành này. Lĩnh vực bán dẫn sẽ yêu cầu những chính sách hạ tầng sẵn sàng cho nhiều bên tham gia, từ thiết kế, đóng gói vi mạch, kể cả doanh nghiệp có khả năng phát triển sản phẩm điện tử. Từ sau cuộc gặp với Thủ tướng tại Hoa Kỳ hồi tháng 9 vừa qua, nhiều tập đoàn trong hiệp hội của chúng tôi đã nhìn nhận và định hướng mở rộng đầu tư nghiên cứu tại Việt Nam trong thời gian tới. Thị trường bán dẫn toàn cầu được dự báo đạt 1.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030, nhưng cơ hội không chia đều cho tất cả. Chỉ khi sẵn sàng về hạ tầng, chính sách và nguồn nhân lực, Việt Nam mới có thể trở thành điểm đến thực sự của các tập đoàn bán dẫn hàng đầu thế giới và trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất bán dẫn toàn cầu. Đồng Tháp là địa phương đầu tiên của cả nước được Trung ương lựa chọn thí điểm xây dựng và thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp. Việc ứng dụng công nghệ thông minh ngày càng phổ biến trên các cánh đồng của vùng đất Sen Hồng mang lại hiệu quả thiết thực, giúp giảm chi phí, bảo vệ môi trường. Chỉ cần kiểm tra ứng dụng cài trên điện thoại, ông Châu Thế Vinh đã có thể xem được ruộng nhà mình có bị sâu dày tấn công hay không. Nhờ có hệ thống giám sát sâu dày thông minh, gia đình ông đã giảm được chi phí nhân công và hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Nguyên lý hoạt động đó là hầu như là nó đếm sâu rầy hàng ngày, nó theo dõi cái mật độ sâu rầy để nó cảnh báo cho mình biết là
thiên địch dịch hại tới mức độ nào. Từ hồi có cái sâu rầy này mà để theo dõi đó, thì bà con hạn chế lại cái vấn đề phun thuốc sâu rầy nhiều lắm. Hiện nay, đồng bằng sông Cửu Long có 48 trạm giám sát sâu rầy thông minh. Trong đó, tỉnh Đồng Tháp có 14 trạm. Mỗi trạm sẽ có khả năng tự động nhận diện, thống kê số lượng, mật độ, các chủng loại sâu rầy, thiên địch vô hại. Hệ thống còn có chức năng đo nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, tốc độ gió, cung cấp nhiều thông tin cần thiết cho người nông dân. Bên cạnh hệ thống giám sát sâu rầy thông minh, trên những cánh đồng lúa ở Đồng Tháp còn xuất hiện những thiết bị hỗ trợ sản xuất hiện đại khác. Trong đó có những chiếc máy bay không người lái. Thiết bị bay không người lái đã giúp anh Hồ Văn Phước đảm nhiệm hết các khâu gieo xạ, bón phân và phun thuốc cho 5 mẫu ruộng nhà mình. Mỗi thiết bị máy bay có công suất gấp 20 lần so với cách làm thủ công, đồng thời giúp người nông dân tiết kiệm khoảng 30% lượng thuốc trong một lần phun. Theo mà giá thành thì cái ron này nó không mắc hơn mình thuê nông dân. Giá nó cũng tương đương nhau à. Nhưng mà được cái lợi thêm nữa là mình đi mình xịt thủ công á, là nó sẽ bị ngã lúa hay là nó bị thất thoát lúa của mình. Còn cái ron này là nó tránh được cái đó. Khi ứng dụng về cơ giới hóa và các thiết bị về cái khoa học tiến bộ khoa học công nghệ, cái số người lao động trong nông nghiệp nó cũng đã giảm dần. Và đặc biệt nhất về môi trường á, thì chúng ta thấy áp dụng các giải pháp môi trường thì có cái tác động rất là tốt, tích cực trong vấn đề bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu. Chỉ cần kiểm tra điện thoại, ngồi trong mát thay vì dầm mưa, dại nắng, giảm chi phí, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường. Đó là những thay đổi ngày càng rõ rệt với nông dân ở Đồng Tháp nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung, khi từng ngày áp dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất. Việt Nam và Hàn Quốc vừa đạt được nhiều thỏa thuận mới về hợp tác lao động trong năm 2024. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã làm việc với các bộ Tư pháp, Bộ Lao động Hàn Quốc và thống nhất mở rộng lĩnh vực, tăng hạn ngạch tiếp nhận lao động Việt Nam, nhất là lao động kỹ thuật, sang nước này làm việc cho năm tới. Cụ thể, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước và công ty đóng tàu Hyundai Mipo đã thống nhất hợp tác đào tạo nhân lực có tay nghề, cung cấp cho ngành công nghiệp đóng tàu Hàn Quốc có thời hạn 2 năm. Trung tâm Lao động Ngoài nước và Cơ quan Phát triển Nguồn Nhân lực Hàn Quốc HRD ký kết thỏa thuận đưa lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc theo chương trình EPS trong thời gian tới. 20 năm qua, gần 130.000 lượt lao động Việt Nam được phái cử sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình này. Đại lễ tưởng niệm 715 năm Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn 1308-2023 đã diễn ra ngày 13 tháng 12 tại Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử, khu di tích danh thắng Yên Tử. Sự kiện do Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp cùng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức. Tại lễ tưởng niệm, các đại biểu, Phật tử, người dân và du khách đã thực hiện các nghi lễ dâng hương tưởng niệm, cầu nguyện quốc thái dân an. Vua Trần Nhân Tông là người có công hợp nhất các dòng thiền, sáng lập ra thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Với tư tưởng hòa quang đồng trần, Phật giáo nhập thế, Phật Hoàng khéo léo gắn kết đạo và đời, lấy đạo xây đời và qua đời dựng đạo. Phật Hoàng Trần Nhân Tông đi tu để gây dựng một cái quốc đạo, gây dựng cả một cái nền đạo đức dân tộc, từ đó phát huy cái sức mạnh nội tại, hòa hợp, đoàn kết toàn dân. Cũng trong ngày hôm qua, Cung Trúc Lâm Yên Tử đã chính thức khánh thành. Cung Trúc Lâm Yên Tử là công trình đồ sộ nhất trong tổng thể Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử với tổng diện tích xây dựng giai đoạn 1 hơn 6.000 m2, kinh phí 250 tỷ đồng bằng nguồn vốn xã hội hóa. Đây là một công trình phải nói rằng là một cái điểm nhấn, vì trước cung là một tấm bia của Cung Trúc Lâm, nơi tôn vinh các giá trị của Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông với đời, với đạo. Và đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người chắp bút từng từ một. Chúng tôi luôn luôn dẫn khách đến đấy và kể những cái câu chuyện rất đỗi tự hào. Sau khi khánh thành đưa vào sử dụng, Cung Trúc Lâm Yên Tử sẽ cùng với Chùa Đồng, Tượng Phật Hoàng và các công trình khác tạo cho Yên Tử một diện mạo mới, vừa bảo tồn vừa phát huy giá trị của khu di tích danh thắng Yên Tử, nối liền quá khứ, hiện tại và tương lai. Và đến đây thì bản tin thời sự của chúng tôi cũng xin được khép lại. Để có thể theo dõi trực tuyến những nội dung của kênh VTV4, quý vị có thể truy cập website đang hiển thị trên màn hình hoặc tải ứng dụng VTV Go có trong kho ứng dụng Google Play hoặc App Store. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.